Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thấy để chọn bộ linh kiện của điện thoại Wico Bufat đã có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Đó. Đã được kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn tháo rời ra. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, phần khay SIM của Wico Bufat. Khi các bạn có lỗi sự cố liên quan đến khay SIM của Bufat không nhận SIM, nhận chập chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn cách phục lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của Wico Bufat dẫn hiện tượng không nhận SIM. Các bạn có thể để ý đây là những cái chân đồng, chân tiếp xúc của khay SIM. Và khi các hàng cắm SIM không đúng chuẩn vào đây thì làm cho cái gãy hỏng, làm cho nó không nhận SIM. Đó, làm cho máy không nhận SIM. Thì với dịch vụ thay mới khay SIM của Wico Bufat tại Di động Cao cấp .vn thì kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn đã tháo rời toàn bộ phần này ra và thay mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới khay SIM của Wico Bufat, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới khay SIM của Wico Bufat tại Di động Cao cấp .vn.